tưởng rằng trí tuệ vô biên, nào ngờ ngu độn triền miên suốt đời. Truyện kể rằng, tại một ngôi làng nọ có hai người bạn, Chí Thiện và Mật Thủ, thân nhau từ thuở nhỏ. Chí Thiện thì nói năng chân chất, hồn nhiên trung thực với bạn bè, còn Mật Thủ thì lanh lợi, xảo ngôn và hay lợi dụng lòng tốt của người khác. Một hôm, nhân kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Thế Tôn, cả hai cùng theo các Phật tử đến kỳ viên nghe Ngài thuyết pháp. Chí Thiện lắng lòng ghi nhớ và ứng dụng Phật pháp vào nếp sinh hoạt hàng ngày của mình, như làm thế nào để hướng dẫn cuộc sống phù hợp với bát chánh đạo, chánh kiến, quan điểm chân chánh, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ, nói năng chân chánh, chánh nghiệp, sinh hoạt chân chánh, chánh mạng, lập mệnh chân chánh, chánh tinh tấn, nỗ lực chân chánh, chánh niệm, ghi nhớ chân chánh, chánh định, thiền định chân chánh, và nhất là biến cho được ngũ căn tính tấn niệm định huệ thành ngũ lực, tức là năm sức mạnh tiềm ẩn làm nền tảng cho việc phát huy nhân cách và đạo phong của người con Phật. Đó là chánh tính tam bảo, nỗ lực hướng thiện, dứt trừ vọng tưởng, an định thân tâm và hoạt dụng trí tuệ. Mật Thủ thì ngược lại, đi chùa không phải để lễ Phật nghe pháp mà là để thực hiện mưu đồ thầm kín, đúng ra là để ứng dụng đôi tay quyền biến Mật Thủ giữa chốn thiền môn. Trong khi mọi người đang định tâm tụng niệm thì Mật Thủ mắt la mày lét đảo tới dòng lui và lẻ tay gỡ phát túi vải đựng năm cắt bạc buộc ngang thắt lưng của một ông cụ định cúng dường xây cốc cho tăng chúng, nhưng còn đang lông khôm lại Phật. Đúng là tay chân chỉ chuyên nghiệp và táo bạo. Hắn có bao giờ hiểu được thế nào là lương thiện và bất lương, danh dự và ô nhục? Hắn chỉ biết cách len lỏi giữa đám đông, ra tay trộm cắp tiền bạc châu báu của người khác, rồi đem về khoe khoang thành tích láo biệt với vợ. Hắn thường ra mặt sung sướng trên mồ hôi nước mắt của bà con bất hạnh. Hắn đang đứng trên bờ vực thẳm mà tự hào về nề nếp gia phong của mình. Tang lễ trên đường về nhà, Mật Thủ cười nói huyên thuyên, ra vẻ rất tâm đắc về những lời thuyết giảng của Đức Phật. Đoạn gã quay sang Chí Thiện hỏi: "Nè, cậu đã nấu cơm ở nhà chưa?" "Chưa, tay làm hàm nhai ấy mà, định trên đường về mua ít gạo nấu cho tiện." "Thấy cậu giờ này mà còn lận đận thiếu trước hụt sau, độc thân là hẩm hiu vậy đó. Lấy vợ đi, kiếm cô nào cho phớp pháp lanh lợi xong xáo một chút. Chứ vợ tôi nè, vừa về tới ngõ là đã nghe tiếng cười nói rỗn rang từ trong nhà vọng ra rồi. Mình luồn lách cực khổ cỡ nào cũng thấy mát ruột khi có được một nội tướng đồng thanh đồng thủ vậy. Nghe lời tôi đi, đừng chần chừ nữa. Hay là để tôi làm mai một tiểu thư cho đúng mốt lắm." "Xin cảm ơn, nghe Thế Tôn thuyết pháp riết rồi mình muốn đi tu quá." Mật Thủ quắc mắt nói như một nhát búa vập vào khúc gỗ mục: "Nô, cậu tưởng đi tu sướng lắm hả? Sống lệ thuộc vào lòng hảo tâm của bá tánh lương dân mà hãnh diện. Mọi người như tớ thì thấy thầy trò ông Cồ Đàm có nước treo y mang bát, chứ ở đó mà dài lưỡi luân hồi sanh tử, vô ngã giả danh. Đã vô ngã giả danh thì nhận lễ vật cúng dường làm gì? Chẳng lẽ để ra sức nuôi dưỡng cái thân tướng vô ngã giả danh ấy? Thấy chưa, toàn là mâu thuẫn và phi lý. Nè, mà lý sự vô ngại, sự sự vô ngại là gì cậu? Tớ nghe ổng nói hồi sáng mà như dịch nghe sấm, không hiểu gì trơn." "Đầu óc anh đâu có tập trung vào chuyện lễ nghi giáo điển mà hiểu. Vậy anh có bao giờ nghe nói đến câu tục ngữ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chưa?" "Có, trâu theo trâu, ngựa theo ngựa, đúng quá rồi còn gì." "Đó đó, na ná như vậy đó. Mèo quan thì gặp chó quan, chàng đi móc túi gặp nàng chỉ trơn." Mật Thủ nói với vẻ mặt chắc lại và đôi môi trung trung miếm miếm như điện giật. "Cậu nói ai móc túi vậy? Đừng vô khống nha. Cậu là cái thá gì dám mỉa mai vợ chồng tôi là phường đầu trộm đuôi cướp, trâu chó ngựa mẹo gì? Giữ miệng giữ mồm đó." "Thì chết, không phải vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Ý mình muốn nói là trên đời
cái gì cũng có nhân duyên với nhau cả. Thân cận với Phật Pháp và Thánh Tăng cũng vậy, phải có duyên, phải có sự tương ân giữa hai tần số thì mới hiểu, mới rung động theo giáo pháp của Như Lai. Mật thủ liếc xéo và nhíu mũi hỏi: Như Lai là gì? Là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Là gì? Là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Thôi được rồi, toàn chữ với nghĩa, cái lưỡi cậu càng lúc càng dài đó. Cậu nói gì nghe cũng bùi tai, mà thôi bỏ chuyện đó đi. Tiện đường về nhà tới ăn trưa được không? Xin đa tạ. Chí Thiện nhận lời để xua tan mối hoài nghi của bạn. Vừa tới ngõ, Chí Thiện đang nghe giọng nói the thé trích lên: Nữa, trúng mánh sao mà rước chánh tổng gàng về đây? Mật thủ giả giờ không nghe thấy gì, và vừa đi vừa nói giọng bông đùa cho đượm nét uy phong gia trưởng: Mình ơi có khách, cho chúng tôi ăn cơm với. Vợ mật thủ nói giọng đưa đẩy: Ai vậy? Ôi trời, xin chào bác, lâu quá mới được bác tới chơi. Chào chị, xin chúc sức khỏe và may mắn cả nhà. Khoảng 15 phút sau, bà chủ nhà bê lên một mâm cơm đạm bạc, ra giọng sởi lởi nói: Dạ mời bác dùng bữa với nhà em, đột xuất quá à, mong bác thông cảm. Vậy thì nhất rồi, đúng là một nội tướng tế nhị và đảm đang. Anh mật thủ quả thật có phước. Mật thủ vơ tay đầy vẻ tự mãn: Vậy xin mời. Chí Thiện đáp lễ: Xin mời. Chỉ trong giây lát, mật thủ ngước nhìn Chí Thiện nói giọng triết lý: Mà tôi nghĩ cũng lạ thiệt nha, đúng là mọi việc đều có thể xảy ra với gầm trời này. Với ông Cồ Đàm chẳng hạn, đường đường là một thái tử, rồi sẽ lên ngôi hoàng đế, cai trị xã tắc buôn dân, quyền cao tột đỉnh, châu báu đầy kho. Mỗi bước đi là ngựa xe nghênh rước, bá tánh cúi đầu. Nhất là vợ đẹp con ngoan như vậy mà nỡ phủi tay ra đi, chấp nhận cuộc sống cô đơn khổ hạnh. Rồi nhiều người thấy vậy nói theo, từ bỏ cha mẹ, đoạn tuyệt gia đình. Thật là một lũ ngu si hết chỗ nói. Không biết ai ngu hơn ai. Đức Thế Tôn từ bỏ ngôi vị quốc vương để đặt đến ngôi vị pháp vương, đoạn đường phấn đấu cho tự thân thanh tịnh, trí tuệ siêu phàm, trải dài vô lượng kiếp, chứ không phải một sớm một chiều như thọ tai. Thọ tai làm gì, ai thọ? Cậu nói gì tôi không hiểu. Một giọng nói lanh lảnh từ nhà dưới vọng lên: Thôi, mời hai triết gia sơ dùm cho. Ngày mai đến kỳ viên tha hồ mà tranh luận với Đức Phật. Mời khách về nhà mà lý sự như vậy thì còn ai dám lui tới nữa. Ông thiệt là. Mật thủ chữa thẹn: Bạn bè chúng tôi phấn khích một chút cho vui vậy mà, bà sao? Cả hai tiếp tục dùng bữa, rồi tạm biệt nhau qua ánh mắt xã giao, chứ thực sự chưa được tâm bình khẩu phục. Mấy hôm sau, Chí Thiện đến thăm kỳ viên với tâm trạng phân vân, không được tự nhiên như trước kia. Thế Tôn gọi Chí Thiện hỏi: Đạo hữu có gì vướng mắc trong lòng thì tâm sự với thầy, đừng để lâu ngày thầy nội kết. Đạo hữu biết đó, giang sơn dễ đổi, tập khí khó dời. Chí Thiện xúc động đến nghẹn ngào, chắp tay cúi đầu với hai giọt nước mắt rưng rưng. Thế Tôn nắm tay Chí Thiện đưa về tỉnh thất. Nào, có gì thì nói cho thầy nghe. Bạch Thế Tôn, con muốn theo thầy học đạo, nhưng mật thủ bảo ai sống đời phạm hạnh là ngu dại, là không nếm được đầy đủ hương vị của cuộc đời, là trốn tránh trách nhiệm với đồng bào, đồng loại. Ông còn bảo con chạy ăn từng bữa không xong nên tính chuyện lừa đảo. Con hoang mang quá, Bạch Thế Tôn. Có vậy mà hoang mang sao? Thế Tôn mỉm cười, đọc kệ: Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thật có trí. Người ngu cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu. Thầy trò cùng cười, Chí Thiện đảnh lễ Thế Tôn, cáo từ ra về với cõi lòng thênh thang nhẹ nhõm.